Lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ đánh chim đêm. Ngày hôm nay thì xin chia sẻ cho anh em mới chơi là cách ra lưới đánh chim rẽ run. Đối với con rẽ run này ở ngoài miền Bắc thì hiện tại đang đi khá là đều anh em. Bàn lưới thì đánh khu vực dưới kia, nhưng mà do là bà con nông dân cấy sớm ở cái ruộng lúa này này, bà con nông dân gặt sớm để trồng màu, thì chim đợt này nó đang bị trao lên đây rất là nhiều. Ngày hôm nay thì mấy anh em là đang triển khai là cắm thêm hai tay ở đây. Còn về lưới thì anh em có thể thấy là cái lưới đánh chim rẽ run này là lưới 4 diềm 3 túi nhé. Đánh ở trên cọc thì anh em có thể thấy là đánh ở trên cái xào 4m. Mấy anh em đang chạy để căn đánh. Chim thì thường thường nó sẽ trao từ khu vực cánh đồng này, nó trao thẳng trực tiếp vào đây này. Đấy thì anh em căn làm sao mà ví dụ có một cái ruộng như này, anh em đánh sát ở bờ ngoài đồng này, mà giữa thì mình có thể là bỏ để thi thoảng mình lên lùa. Ở đánh đây thì không bật loa anh em, chỉ bật loa khu vực dưới bàn dưới thôi. Còn đây là bãi, nó sẽ về cái thứ nhất là nó chúi nó ăn, cái thứ hai nữa nó về ngủ. Đấy. Còn lưới rẽ này thì nó là cái lưới 75 mắt. Đấy, 75 mắt và cái mắt lưới của nó là mắt 8 phân. Sợi lưới là sợi 15. Không làm gì được. Đấy. Đấy anh cứ léo tạm vào tí, cầm xà beng lên thục được. Kia đang bị hơi xoắn một chút. Đấy, ra cái lưới này thì nhiều khi là anh em ra nhầm một cái dây diềm là phải lộn hết từ đầu đến cuối đấy. Lưới này là lưới siêu tàng hình anh em nhé. Kia là đây là cọc ở giữa. Cọc đằng sau, đây để em lấy nhé. Vất vả, ruộng này nó gặt hơi sớm, nó ra là hơi vất vả. Đánh phải quây khóa linh tinh hết vào anh em. Thời tiết thì đang mưa, mưa bứt. Đây, cọc này. Ruộng này nó lại ruộng lèn cát này. Cắm qua cái lèn màu này là đến lèn cát. Đây, lúc sẽ ru nó xuống cái mổ này. Mổ đây góc này rồi. Ủi. À đây em. Đến cặp thứ ba. Đấy mắc cái gì? Cầm lưới. Lưới này sợi nó rất là tơ anh em nhé. Đấy, khi ra thì tránh tình trạng nó bị mắc. Mắc là sau là ai lôi đâu? Đang dâng lên. Là sau nó bị rách lưới đấy anh ạ. Lưới này anh mua về thì ngoài đánh được rẽ run ra thì anh em sử dụng là đánh con nhác hoa. Đấy, con rẽ đuôi xoè cũng như là con te vàng. Đấy, cò vàng. Đấy, vàng thì không đánh được nhưng đánh được cò, có hương. Có lét, có lửa. Được chưa anh? Được chưa, để thả tay cho này. Đó. Bắt đầu xong cọc thứ hai, cọc thứ ba là sẽ chạy quay ra kia. Nói chung là đánh này cũng mất thời gian đấy, bởi vì nó chạy đánh chạy rích rắc ở một ruộng này. Nếu có xào chơi ba cọc chạy song song này đẹp này. Thời tiết mưa quá là đẹp anh em. Thuận tiện cho con rẽ run này nó di cư này. Đấy, còn về cái lưới này thì cái chiều chống gió này anh em cho lên đầu nhé. Đây. Chống gió này thì anh em cho lên bên trên. Còn cái chiều mà không chống gió là anh em cho xuống dưới. Bởi vì đánh cái lưới này thì nó sẽ sát bờ xuống. Đang bị vặt cái gì đây? Đấy, lên tay lưới tàng hình cực kỳ ổn định. Như tôi được không? Thế dòng chán lắm mà chuột chuột ăn nhiều cơm màu dẫu ít thôi. Đây là chạy một cánh để chạy thì dọc sang bên đây. Chạy thì em lấy cọc cho hòn cao lên. Cao về là chết rồi. Chết rồi. Nó mổ lỗ đây, lốm nhốm chỗ góc bờ cao cao này. Đi đâu anh Tuấn đây?
Cồn phết ấy. Nếu một tay nữa là chạy từ giữa này, chạy dọc lên trên đây chớ phải cua đâu nhỉ. Quá luôn. Tối rồi. Nếu mà không mưa thì dưới bãi kia đã đẹp. Ok nha. Đấy, bây giờ thì triển khai lốt xong quay cho anh em xem về cái mô hình. Đấy, trong quá trình làm việc thì mấy anh em đã trăng lưới xong. Đấy, tổng cộng là đánh 3 tay 50m, 2 tay lưới mới và 1 tay lưới cũ từ năm ngoái anh em ạ. Còn về bàn đánh thì anh em thấy thực tế đây. Đấy, chim lần này thì đánh ở dưới kia nhiều lưới nó sẽ trợn, kiểu gì nó cũng đâm lên đây anh em. Đấy. Ngày hôm nay đuổi 2 quẹt ở trên đây thì mỗi quẹt nó rơi vào tầm khoảng gần 30, nó bốc từ ruộng này lên rất là tiếc anh ạ. Đánh cọc kia cắm chéo kia. Đấy, các bác có thể thấy. Đấy, còn bây giờ quay thường thường là rẽ nó sẽ ăn ở cái ruộng ngoài cùng. Đấy, bởi vì ruộng đấy nó gần cái mép lúa thì nó trốn được anh ạ. Đấy, còn khu vực đầu bên đây thì nó cũng khá đẹp đấy anh ạ. Đánh trên tay 50 chạy đây nữa nhưng mà trên đây là không đánh loa. Sợ đánh loa gần nhau thì tiếng nó xuống đây thì lại bỏ dưới kia. Đấy thì chỉ đánh loa dưới thôi, còn con nào chọn trao đây thì bắt ở trên đây anh em ạ. Đấy, một video thì chia sẻ cho anh em là cách đánh chim rẽ run. Đấy, cũng như cách ra lưới đánh chim rẽ run. Anh em nào xem được video này thấy hay thì đăng ký ủng hộ kênh để đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.